đợi xíu đi, không đang thấy tóc. Câu chuyện là tôi bệnh bị cảm thấy giao thông mắc nữa. Tí kể cho nghe. Mà nói gì nói đi. Nói cái gì nói đi. Dạ em cảm ơn anh. Em xin mặc áo kính vào. Một điều mà chẳng ai làm được, nhìn quên đến cho người ta. Anh cứ thư tư liệt lúc như thương người ta lúc đó. Mà chẳng ai làm được, nhìn quên đến cho người ta. Cái lỗ cắm nó mất tiêu rồi. Má thú vậy. Nếu xài được cái lỗ mình nó bé xíu. Cái này quá. Cắm vô không nổi. Một điều mà chẳng ai làm được. Nhờ. Hello mọi người nha, hello fan. Gặp ở ngoài không thấy cái nơ. Tắt cái kèm cái nhỉ. Tắt cái hiệu ứng. Một đêm mơ sắp ngang được. Hơn đất mơ sơ ngang được. Em hay máy là sao? Trời, tắt cái kèm không? Đấy vẫn xinh xẻo mà. Thank you. Mà cái máy nó hơi tròn.
điều mà chẳng ai làm được. Ê, cái mặt nó hơi hơi bự lắm á. Xấu hả? Ê, thấy rõ cái đồ chỗ chỗ tôi bị sẹo luôn nè. Trời ơi, chiếc nhẫn á má. Nè, nó bị bén, nó bén rồi, nó sáng nhau nhéo. Nó được không cơ? Được không? Có xin đủ chưa? Chưa được hả? Chưa được xin hả? Không lụy thôi. Mình xấu hay mình chịu không? Ổn hơn rồi đấy. Mình xấu hay mình chịu không? Chứ giờ bác xin sao được đúng không? Hello mọi người, em chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Em đi kể cái chân mày cái nào, cái chân mày mỉm tí nữa là ok hơn. Mỉm tí nữa là mập luôn á. Tôi sợ uống mỉm quá nè. Kiểu sợ mập á. Hello mọi người. Ước được 10k follow. Hello mọi người nha. Em đi kể cái chân mày xíu rồi mình nói chuyện. Cái chân mày gì mà không có cái chân mày gì hết. Cái này là chân mày pha kia. Còn tất cả là real nha. Được chưa? Lo như tình yêu ta lắm. Đau quá à. Em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Cảm ơn anh. Không, có mới kể đó là pha kê rồi. Đúng rồi, nó là pha kê mà. Cái bọng mắt, cái mắt nó bị bực. Một điều mà chẳng ai làm được. Em đôi hư trong phố, hạnh phúc thứ ba liệu được bao lâu. Như tình yêu ta lúc đầu, đi đến nơi nào. Được không? Không có xài app nha. Tất cả đều là real. Chỉ chờ cái chân mày của tôi. Vì sao? Không có ý kiến gì không? Xin năm bao nhiêu? Xin năm 2024 nha. Thank you very much.
mới gội đầu xong. Trời ơi, cái đầu nó xù như con nhím vậy. Chứ. Cái này gần nhà tao nè. Sao? Giếp, giếp lú là u lép hả? Hết lép chưa? Chào nóc nhà của anh, hello mọi người. Sao mình mập quá vậy?